Thưa quý vị, đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh có 10 trên 15 khu công nghiệp đưa vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt gần 75%, tăng gần 20% so với thời điểm đầu năm 2018. Hiện các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp vẫn đang nỗ lực để tiếp tục nâng cao tỷ lệ lấp đầy này. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thu hút thêm 14 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 205,8 triệu đô la Mỹ. 3 dự án đầu tư trong nước được cấp mới, tổng số vốn đăng ký 669 tỷ đồng. 436 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 10% so với cùng kỳ và tổng vốn đăng ký 3.825 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Ban quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tập trung phối hợp với các công ty đầu tư hạ tầng, kêu gọi các dự án mới của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đồng thời, cũng thường xuyên rà soát tiến độ triển khai hạ tầng các khu công nghiệp, phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời gỡ khó cho chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư khu công nghiệp, thúc đẩy triển khai dự án của nhà đầu tư thứ cấp, đôn đốc doanh nghiệp sớm đưa vốn đăng ký thành vốn thực hiện. Về phía các chủ đầu tư khu công nghiệp cũng triển khai những chính sách riêng nhằm hỗ trợ nhà đầu tư khi đầu tư vào khu công nghiệp. Thì hiện nay sự khác biệt của khu công nghiệp chúng tôi so với các khu công nghiệp khác, để chúng tôi thu hút khách hàng có dịch vụ một cửa. Một cửa là ở đây chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng. Những cái khó khăn gì khách hàng chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết cùng với họ về các cái thủ tục đầu tư, về các cái giấy phép, cũng như là về những cái đánh giá tác động môi trường, hoặc là những cái giấy phép xây dựng, rồi cái tuyển dụng lao động, rồi cũng như là các cái thủ tục giấy tờ liên quan để họ có thể xây dựng được cái nhà máy của họ ở đây. Thì đối với hạ tầng của công nghiệp Phú Mỹ 2 thì chúng tôi đã đầu tư gần như hoàn chỉnh. Chỉ còn lại là hiện nay là có 4 hectare đất chúng tôi chưa sàn nền được do vướng cái đền bù. Còn đối khu công nghiệp Phú Mỹ 2 mở rộng thì với diện tích là 400 hectare thì chúng tôi đã hoàn thành toàn bộ cái công tác sàn nền và đang tiến hành tiếp tục đầu tư đường giao thông để thu hút đầu tư. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Bà Rịa Vũng Tàu đặt ra mục tiêu thu hút đầu tư không phải bằng mọi giá mà phải có sự chọn lọc. Điều này giúp loại bỏ những dự án không phù hợp, công nghệ lạc hậu, ảnh hưởng đến môi trường, tiêu tốn nhiều nguyên liệu. Đây là động lực giúp Bà Rịa Vũng Tàu duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh và bền vững, đặc biệt với những lĩnh vực mà tỉnh có ưu thế như công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch. Qua đó cũng từng bước giảm dần sự phụ thuộc vào kinh tế dầu khí. Về tình hình triển khai công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các khu công nghiệp trên địa bàn Bà Rịa Vũng Tàu từ đầu năm nay thì nó rất là thuận lợi về đường, về cấp điện, về cấp nước, về thoát nước và xử lý nước thải, cái đất sạch thì lúc nào cũng sẵn sàng để chào đón các nhà đầu tư. Các ngành chức năng của tỉnh cũng tích cực rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư. Như ngay sau khi hồ sơ của doanh nghiệp được nộp qua văn phòng một cửa tập trung, Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ tiến hành lấy ý kiến của các ngành liên quan trong thời gian là 5 ngày. Sau đó tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, quyết định chấp thuận hay không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Lãnh đạo tỉnh sẽ trực tiếp làm việc với các nhà đầu tư trước để thẩm định, đánh giá và xem xét việc quyết định chủ trương đầu tư. Khi chủ trương được chấp thuận, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trong thời gian sớm nhất.